dùng. Vàng vọng cổ truyền hình. Cuộc thi tuyển chọn giọng ca vàng trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh sẽ tranh giải chuông vàng 2007. Hãy tham gia bình chọn thí sinh bạn yêu thích nhất. Sài Gòn Công Thương Ngân hàng hân hạnh tài trợ chương trình này. Siêu thị may mắn, yeah. Siêu thị may mắn. Toàn thể quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Siêu thị may mắn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Cát Tiên Sa phối hợp thực hiện với sự tài trợ của nhà hàng Emco, kem xóa nếp nhăn và thâm quầng mí mắt của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Quý vị khán giả thân mến, đã bao giờ quý vị đi siêu thị mà không cần mang theo tiền hay chưa? Chưa bao giờ đúng không nào? Chỉ có siêu thị may mắn điều đó mới xảy ra. Không cần mang tiền mà mang theo rất nhiều hàng hóa cũng như những niềm vui về nhà. Hãy cùng đến với siêu thị may mắn để mang về những niềm vui. Tham gia trong chương trình siêu thị may mắn, người chơi sẽ có cơ hội để sở hữu những phần quà cực kỳ hấp dẫn. Giải thưởng đặc biệt của chương trình là một máy lạnh cho tường Alaska, công suất 2 mã lực, kiểu dáng hiện đại, lốc máy siêu bền, tiết kiệm điện năng, sản phẩm nhập khẩu từ Malaysia do siêu thị điện máy Hòa Bình 42 Võ Văn Tần cung cấp. Hoặc người chơi cũng có cơ hội để nhận được một bộ massage và thẩm mỹ trị giá 20 triệu đồng. Giải thưởng cực kỳ hấp dẫn và cơ hội sẽ dành cho những người chơi của siêu thị may mắn. Và chúng ta cùng chào đón 10 thí sinh của siêu thị may mắn hôm nay. Xin chào 10 thí sinh của siêu thị may mắn. Và hình như trong số những thí sinh của siêu thị may mắn, tôi bắt gặp một gương mặt vô cùng đặc biệt. Một người vô cùng duyên dáng và lát nữa thôi chúng ta sẽ cùng được giao lưu với chị. Xin mời cả 10 thí sinh, chúng ta sẽ cùng bước vào siêu thị của chúng tôi. Hãy lựa chọn những sản phẩm mà chúng ta yêu thích nhất. Đây sẽ là những dấu hiệu may mắn dành cho các bạn. Xin mời. Hàng hóa trong siêu thị may mắn thật là phong phú. Mọi người hãy lựa chọn những sản phẩm mà chúng ta yêu thích. 10 thí sinh của chúng ta đã lựa chọn được những sản phẩm mà họ yêu thích. Và đây sẽ là những dấu hiệu may mắn dành cho các bạn. Và xin mời 10 thí sinh cùng ngồi xuống những bộ bàn ghế rất xinh xắn mà siêu thị Nội thất Phố Sinh đã cung cấp cho chương trình. Xin mời mọi người. Một thí sinh thật đặc biệt của siêu thị may mắn đã xuất hiện. Và khi chị xuất hiện thì mang lại rất nhiều những niềm vui cho mọi người. Đó chính là nữ ca sĩ Sue Black. Không biết hôm nay ca sĩ Sue Black sẽ được tham gia ở vòng thi nào đây. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi phần quay logo để tìm ra những người may mắn trong những vòng thi. Chiến thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang vòng 2 của cuộc thi và sẽ tìm ra thêm 2 thí sinh góp mặt ở phần thi này. Chúng ta cùng xem họ đang có những sản phẩm gì.
Xin mời thí sinh có tạp chí HTV. Và thí sinh thứ hai góp mặt ở phần thi này là ai đây? Xin chúc mừng thí sinh có tờ báo Thanh Niên. Xin mời hai thí sinh cùng bước về sân khấu. Quý vị khán giả thân mến, bây giờ cùng với thí sinh Mạnh Cường đã chiến thắng ở vòng thi đầu tiên, góp mặt trong phần thi thứ hai, chúng ta sẽ cùng làm quen với hai thí sinh mới ở vòng thi này. Xin mời các bạn hãy giới thiệu về mình. Mình tên là Vũ Quốc Tuấn. Mình rất thích cái chương trình Siêu Thị May Mắn này, nhưng mà đến ngày hôm nay thì mình mới được tham gia. Bây giờ đứng đây thì thật sự là rất là bối rối. Mình rất mong được sự cổ vũ của các bạn nhiệt tình để mình có tự tin trong chiến thắng. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng làm quen với thí sinh thứ hai. Mình tên Trần Đức Hưng. Mình rất may mắn khi đến siêu thị, khi được đi mua sắm tại siêu thị này mà không một ai có thể có tiền có thể vô đây được. Mình rất vui được sự cổ vũ của các bạn. Chúng ta đã cùng làm quen với hai thí sinh của cuộc thi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào vòng thi có tên gọi Ai Đoán Tài Thế. Ở phía dưới kia có 5 chiếc hộp giống hệt nhau. Và ở trong 5 hộp đó là những sản phẩm gì tôi cũng chưa được biết. Tôi chỉ có những gợi ý mà thôi. Và tôi sẽ cung cấp những gợi ý đó cho các bạn. Chúng ta hãy bấm chuông để giành quyền trả lời. Nếu trả lời đúng, chúng ta sẽ có những số điểm tương ứng như sau. Ở thông tin thứ nhất, chúng ta sẽ có 200 điểm. Trả lời ở thông tin thứ hai, chúng ta sẽ có 150 điểm. Và trả lời ở thông tin thứ ba, chúng ta sẽ có 100 điểm. Bây giờ thì tôi sẽ đưa ra những thông tin về chiếc hộp đầu tiên. Chiếc hộp thứ nhất với thông tin đầu tiên đó là sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, an toàn khi sử dụng. Trong siêu thị may mắn, sản phẩm nào có nguồn gốc thảo dược và an toàn khi sử dụng? Khi nói về thảo dược thì người ta hay nghĩ tới cái gì nhỉ? Chưa có câu trả lời. Tôi sẽ đưa ra gợi ý thứ hai. Những ai thường xuyên sử dụng bia rượu nên sử dụng sản phẩm này. Sử dụng bia rượu thường xuyên sẽ có ảnh hưởng cho sức khỏe và chúng ta phải sử dụng sản phẩm này. Và sản phẩm này làm từ thảo dược. Xin mời anh Mạnh Cường. Mạnh Cường không có nhớ tên mà hình như là cái nước uống mà lúc nãy Mạnh Cường chọn là nước trà bí đao. Cho tôi nghe thử thông tin. Chưa chính xác rồi. Như vậy thì anh Cường đã bị mất quyền trả lời ở thông tin thứ ba này. Bây giờ tôi sẽ đưa ra thông tin thứ ba. Sản phẩm còn có tác dụng chống dị ứng và làm đẹp da. Như vậy nó là một loại dược phẩm mà là làm từ thảo dược. Chưa ai có câu trả lời. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chiếc hộp số 1. Sản phẩm gì mà bí ẩn thế nhỉ? Viên nang khang minh thanh huyết, tăng cường chức năng gan, giúp giải độc rượu bia, chống dị ứng, làm đẹp da. Thuốc có nguồn gốc từ thảo dược, hiệu quả và tiện dụng. Sản phẩm đoạt huy chương vàng và danh hiệu dược phẩm an toàn vì chất lượng cuộc sống tại Hội chợ Y dược Phương Đông và Quốc tế năm 2007. Sản phẩm do công ty dược phẩm Khang Minh sản xuất và phân phối. Như vậy là chúng ta đã khám phá chiếc hộp số 1. Và bây giờ thì cùng nhau đến với chiếc hộp số 2. Và bây giờ sẽ là thông tin đầu tiên của chiếc hộp thứ 2. Sản phẩm có hương vị đậm đà, màu vàng óng, rất bắt mắt. Sản phẩm gì mà có hương vị đậm đà và màu vàng óng rất bắt mắt nhỉ? Nói đến hương vị đậm đà thì phải nói đến đồ ăn và thức uống đúng không nào? Xin mời anh Mạnh Cường. Đó là mì vi ngon. Mì vi ngon, vàng óng và hương vị đậm đà. Chúng ta hãy thử khám phá chiếc hộp số 2 xem nào. Vi ngon ai cũng thích. Sản phẩm của Vi Phong với sợi mì thật dai, hương vị thơm ngon, đậm đà phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Với ba hương vị đặc trưng, mì gà, mì tôm chua cay, mì bò rau thơm. Như vậy là anh đã có câu trả lời chính xác ở thông tin thứ nhất. Anh ghi được 200 điểm, xin được chúc mừng.
chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc hộp thứ ba. Gợi ý đầu tiên ở chiếc hộp thứ ba như sau: sản phẩm này thích hợp với mọi lứa tuổi. Sản phẩm này lại thích hợp với mọi lứa tuổi. Rất nhiều sản phẩm ở trong siêu thị may mắn thích hợp với mọi lứa tuổi. Xin mời bạn Hưng. Đó là bánh kẹo Phạm Nguyên. Bánh kẹo Phạm Nguyên cũng thích hợp với mọi lứa tuổi. Nhưng mà chúng ta hãy thử nghe thông tin đúng hay sai nhỉ? Chưa chính xác. Bây giờ thì anh Cường, xin mời anh. Sản phẩm của Vạn Thành, công ty Vạn Thành. Sản phẩm của công ty Vạn Thành. Chúng ta hãy cùng khám phá chiếc hộp thứ ba. Khối ngũ cao su thiên nhiên Vạn Thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức, khử mùi hoàn toàn, không bị xẹp lún, phù hợp với người lớn tuổi và trẻ em. Như vậy là anh đã có thêm câu trả lời chính xác và anh ghi được 200 điểm ở gợi ý thứ nhất. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chiếc hộp thứ tư. Sản phẩm được thiết kế thẩm mỹ, nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo thăng bằng tốt. Xin mời anh Tuấn. Có phải cái đó là võng xếp trường thọ không ạ? Võng xếp trường thọ. Anh trả lời mà chưa cần nghe thông tin thứ hai. Nhưng mà hãy cho tôi xem thông tin này đúng hay sai. Chưa chính xác rồi. Vâng, chúng ta cần phải bình tĩnh để nghe những thông tin để có thể trả lời chính xác hơn. Chưa có ai có câu trả lời. Vậy thì tôi sẽ đưa ra thông tin thứ hai. Sản phẩm thích hợp để bạn thư giãn trong nhà lẫn ngoài trời. Xin mời anh Mạnh Cường. Mạnh Cường nghĩ là cái giường xếp chứ không phải là võng xếp à? Cái giường xếp à? Tại vì nó thăng bằng. Võng xếp không phải, mà không biết giường xếp thì có đúng hay không nhỉ? Cũng chưa chính xác rồi. Và bây giờ sẽ là thông tin thứ ba. Lúc này thì chỉ còn mình bạn Hưng có quyền trả lời thôi. Và tôi sẽ đưa ra thông tin thứ ba. Sản phẩm giúp bạn tựa lưng rất thoải mái. À, võng xếp không phải, giường xếp cũng không phải. Cái gì mà có thể tựa lưng rất thoải mái mà sản phẩm lại thăng bằng rất tốt, được thiết kế nhỏ gọn nhưng rất thăng bằng? Suy luận xem. Bạn đã có tín hiệu trả lời trước khi tín hiệu hết giờ kết thúc. Xin mời bạn. Đó là gối. Cái này thì chắc chắn là không phải rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chiếc hộp thứ tư. Ghế xếp thư giãn trường thọ với vải ghế Textilene ngoại nhập nhiều màu sắc. Tay ghế được thiết kế theo hình cong tạo cảm giác dễ chịu. Không có thanh chịu lực ở lưng ghế giúp bạn tựa lưng thoải mái hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chiếc hộp thứ năm. Gợi ý đầu tiên, đây là một sản phẩm rất tiện dụng trong nhà bếp của bạn. Trong nhà bếp thì mời anh Cường. Nhôm inox kim hằng. Nhôm inox kim hằng, chính xác. Nhôm kim hằng, sản phẩm luôn có mặt trong bếp ăn của mọi nhà. Chất lượng cao, kiểu dáng hiện đại, sản phẩm đa dạng, là người bạn thân thiết của người nội trợ. 10 năm liền đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hình ảnh đằng sau chiếc lò nướng bánh mì. Xin mời chị Siêu. Mì Phú Gia. Mì Phú Gia, hãy thử xem nào. Chính xác, xin chúc mừng chị. Mì Phú Gia, sợi mì được làm từ tinh chất khoai tây và đậu xanh, thơm ngon, bổ dưỡng. Có nhiều loại để bạn lựa chọn. Như vậy chị đã ghi được thêm 100 điểm nữa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem hình ảnh đằng sau chiếc máy đánh trứng. Xin mời anh Cường. Đằng sau máy đánh trứng là kem gì? Xóa nếp nhăn Emco. Kem xóa nếp nhăn Emco. Thử xem đúng hay không? Xin chúc mừng. Emco, kem xóa nếp nhăn và thâm quầng mi mắt, bào chế bằng tinh chất từ sữa và những tinh chất kết từ dược thảo, giữ được nét trẻ trung và tươi sáng cho khuôn mặt. Nguyên liệu ngoại nhập, sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Và bây giờ chúng ta cùng khám phá hình ảnh thứ 5, lò vi ba. Ai bấm chuông thì chưa trả lời? Ai bấm chuông? Chị Siêu bấm chuông, xin mời chị. Là gì hả?
thuốc thuốc gì? Thuốc Amiflu. 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 Thử xem đúng hay không nào. Amiflu. Xin chúc mừng. Thuốc cảm viêm Amiflu sản xuất trên công nghệ Hoa Kỳ, điều trị các triệu chứng trong cảm cúm như hạ sốt, giảm đau, giảm ho, sổ mũi, chống nghẹt mũi. Có 3 loại Amiflu 3 ngày và vitamin C tăng cường sức đề kháng. Amiflu 3 ngày không gây buồn ngủ và Amiflu ban đêm giúp ngủ ngon. Sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ. Bây giờ chúng ta cùng khám phá hình ảnh của chiếc máy xay sinh tố. Xin mời anh Cường. Máy xay sinh tố đằng sau là sản phẩm Alaska. Sản phẩm Alaska. Hãy thử xem đúng hay không nào. Xin chúc mừng. Sản phẩm điện máy Alaska đa dạng về chủng loại, kiểu dáng hiện đại, tiết kiệm điện năng. Hàng nhập khẩu nguyên kiện từ Malaysia do siêu thị điện máy Hòa Bình 42 Võ Văn Tần phân phối. Chị, hãy bình tĩnh và cố gắng bấm chuông dành cửa trả lời nhé chị. Và bây giờ chúng ta cùng xem đằng sau hũ muối và tiêu là sản phẩm gì. Xin mời chị Siêu. Cái gì nhỉ? Không nhớ âm. Xin mời chị. Dạ, siêu thị Phố Sinh. Siêu thị nội thất Phố Sinh, xin chúc mừng chị. Siêu thị nội thất Phố Sinh là siêu thị nội thất hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm nội thất phù hợp với những ngôi nhà hiện đại. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá được 7 hình rồi. Chúng ta sẽ còn 2 hình cuối cùng. Và chúng ta cùng đến với hình của chiếc ly màu đỏ. Xin mời chị Siêu. Lẩu Fisco. Lẩu Fisco. Hãy thử khám phá xem đúng hay không. Lẩu Fisco, đúng rồi. Lẩu Fisco, lẩu thứ thiệt. Vị gói nước dùng được tinh chế từ nước hải sản và các loại gia vị, tạo nên hương vị độc đáo. Chỉ cần 9 phút là có một nồi lẩu thơm ngon thứ thiệt. Lẩu Fisco có lẩu thái, lẩu mắm, lẩu gà tiềm, ngũ quả, lẩu cà ri gà. Chị Kim Minh đứng bên cạnh tôi cũng nói đúng rồi, chị nhớ mà không kịp bấm chuông đúng không? Cố gắng ở hình ảnh cuối cùng, đó là hình ảnh của chiếc muỗng và chiếc nĩa. Xin mời chị Minh. Dạ, cái đó là dầu Trường An. Dầu Tường An. Chúng ta cùng khám phá. Dầu Tường An, chúc mừng chị. Dầu ăn cao cấp Omas Tường An được phối trộn theo công thức độc đáo từ các loại dầu nành, dầu phộng, dầu ô liu cao cấp và dầu hạt cải. Thành phần dinh dưỡng cao với nhiều axit béo thiết yếu không no và lưu giữ được tối đa lượng vitamin vốn có trong dầu thực vật. Như vậy là chị đã ghi thêm được 100 điểm nữa và chúng ta đã khám phá tất cả những hình ảnh ở trong phần 3 của chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau công bố số điểm của các thí sinh. Chị Siêu Black đã ghi được cho mình là 900 điểm. Chị Kim Minh đã ghi được cho mình 700 điểm. Và anh Mạnh Cường đã ghi được là 800 điểm. Như vậy, chị Siêu Black, số điểm cao nhất, là người chiến thắng và bước vào vòng đặc biệt. Vâng, như vậy là chị Siêu Black đã bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Bây giờ thì xin mời anh Mạnh Cường và chị Kim Minh sẽ bước ra sân khấu để nhận giải thưởng của chương trình. Sau phần thi này, các thí sinh của chúng ta đã nhận được những số điểm như sau. Chị Kim Minh có giải thưởng là 700.000 đồng. Và anh Mạnh Cường, tổng giải thưởng mà anh nhận được từ vòng 1 tới giờ là 2.800.000 đồng. Và anh Mạnh Cường còn có nguyên một xe quà khi đã mua sắm đúng. Hai thí sinh còn được nhận những phần quà của đơn vị tài trợ là những sản phẩm của công ty dược phẩm Nhân Khánh. Xin được chúc mừng hai thí sinh. Mình đã học được cách tính tiền rồi mà sao không ai nhờ mình tính tiền nhỉ? Thôi, vậy thì mình phải quay trở lại với công việc, đó là đưa ra câu hỏi dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua truyền hình. Quý vị khán giả thân mến, chắc hẳn quý vị đã không bị lầm lẫn câu hỏi trong tuần này đúng không nào? Và một lần nữa thì tôi sẽ nhắc lại đây. Câu hỏi số 1 đó là, theo bạn, trong những ngôi chợ dưới đây, chợ nào không nằm trên con đường có cùng tên với nó? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là chợ Hoàng Hoa Thám, đáp án số 2 là chợ Nguyễn Văn Trỗi và đáp án số 3
là chợ Phạm Văn Hai. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một mà thôi. Và dĩ nhiên còn câu thứ hai, đó là có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn? Thật vô cùng đơn giản đúng không? Hãy nhấc điện thoại lên, gọi cho chúng tôi theo số 1900-1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 để trả lời câu hỏi của chương trình. Quý vị là người chiến thắng thì sẽ sở hữu giải thưởng là 2 triệu đồng tiền mặt và còn trở thành thí sinh của chương trình Siêu Thị May Mắn nữa. Cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ thú vị đúng không nào? Vậy thì còn chần chừ gì nữa nhỉ? Còn bây giờ thì sao đây? Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến Siêu Thị May Mắn mang về những niềm vui. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt và hòa vào những giai điệu thật vui tươi để chào đón thí sinh có mặt ở vòng đặc biệt của chương trình, đó là ca sĩ Siêu Black. Ô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thênh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắn đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùng. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Ô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thênh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắn đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùm. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Thân mến, lúc này chị đang có 900 điểm và ở đằng sau cánh cửa kia có những số điểm như sau: 300, 500, 2000, 3000, 20000 điểm và ô cửa 3 số 0. Chị dùng số điểm của mình đang có đặt vào trong ô cửa, cửa mở ra, nếu điểm trong ô cửa cao hơn điểm của chị sẽ chia đôi, nhưng nếu thấp hơn điểm của chị sẽ được nhân đôi. Thì hãy làm cách nào để nhân được số điểm của mình lên thật nhiều cho tới khi chị có 5000 điểm và đặt đúng vào ô cửa đặc biệt, mở cửa ra, giải thưởng sẽ thuộc về chị. Nhưng nếu chị đặt vào ô cửa 3 số 0, mở cửa ra, điểm của chị bị chia đôi và cuộc chơi ngưng lại ngay lập tức. Chính vì vậy là chị hãy lựa chọn thật kỹ, chị có thể nhờ khán giả tư vấn để tìm ra những cánh cửa may mắn. Và bây giờ thì xin mời chị hãy chọn lựa cánh cửa đầu tiên để mở. Chị sẽ chọn ô số 3. Và bây giờ thì ba người chơi mà chưa tham gia bất kỳ vòng thi nào cũng sẽ có quyền tham gia dự đoán số điểm trong ô cửa số 3. Đúng, các bạn sẽ nhận được giải thưởng trị giá 200.000 đồng. Bây giờ thì xin mời ba thí sinh hãy giới thiệu tên và cùng đưa ra con số dự đoán của mình. Xin mời. Tôi tên là Trần Ngọc Trí, nghĩa là sinh viên năm 3 của trường Đại học Mở. Tôi đoán số điểm con trong ở cửa số 3 là 2.000. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Ngô Thị Hàng Yến, hiện công tác tại công ty tư vấn chiến lược SAG. Tôi đoán ô cửa số 3 là 500. Tôi tên là Lưu Thị Hòa, hiện đang công tác tại công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn. Tôi xin đoán ô cửa số 3 là 300 điểm. Như vậy thì ba thí sinh mỗi người có một sự dự đoán khác nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ô cửa số 3. Thuốc cảm viêm Ameflu sản xuất theo công nghệ Hoa Kỳ, điều trị các triệu chứng trong cảm cúm như hạ sốt, giảm đau, giảm ho, sổ mũi, chống nghẹt mũi. Có 3 loại: Ameflu 3 ngày vitamin C tăng cường sức đề kháng, Ameflu 3 ngày không gây buồn ngủ và Ameflu ban đêm giúp ngủ ngon. Sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ. Và số điểm trong ô cửa thứ 3 này là 500 điểm. Xin chúc mừng chị. Điểm của chị được nhân đôi, lúc này chị có 1.800 điểm. Wow. Và như vậy thì bạn Yến, người đã dự đoán ô cửa này là ô cửa 500 điểm, đã nhận được giải thưởng là 200.000 đồng. Và cả 3 thí sinh vừa rồi cũng sẽ nhận được thêm phần quà của ban tổ chức. Xin chúc mừng các bạn. Như vậy, điểm của chị lúc này là 1.800 điểm. Chị hãy lựa chọn ô cửa nào
thấp hơn số điểm 1.800 để tăng số điểm của mình lên nữa nào? Theo các bạn thì tiếp là số mấy các bạn? Vâng. Suple xin chọn số 1. Chị chọn số 1. Dạ. Yeah. Nếu mà mở cửa số 1 ra mà... Không chọn lại đi các bạn ơi. Thấy nhiều quá. Thấy mặt gian quá à. Đâu có, đây là chỉ đưa ra ví dụ thôi, còn tùy chị quyết định mà. À, nói chung là Suple chọn số 6. Bây giờ thì khán giả sẽ có cơ hội để dự đoán. Xin mời một bạn khán giả ngồi ở bên khán đài bên này sẽ dự đoán xem cửa số 6 là bao nhiêu điểm. Xin mời bạn gái áo xanh ngồi hàng trên. Em dự đoán trong đó là 2.000 điểm. Bạn gái đã dự đoán là 2.000 điểm. 2.000 điểm là cao hơn số điểm của chị đấy. Cao hơn 1.800 mở ra là bị chia đôi đấy. Mở cửa số 6 đúng không? Nhanh đúng rồi. Rồi, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mở ô cửa số 6. Kem Nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Trong ô cửa này, số điểm của ô cửa là... Hai con số không rồi chị. Bình tĩnh, em đứng xa chị một chút. Em đứng xa chứ không. Và một con số cuối cùng. Tròn tròn. Ui. Và 300 điểm. Số điểm của chị lúc này là 3.600 điểm. Nhưng vẫn chưa phải là số điểm đủ để chị có thể giành được giải đặc biệt. Chị hãy tiếp tục tăng số điểm của mình lên, hoặc là có thể ngưng cuộc chơi để bảo toàn 3.600. À không. Còn bạn gái của chúng ta thì dự đoán chưa đúng, vì vậy chưa có phần quà. Bây giờ thì chị Siêu muốn dừng lại hết tiếp tục. Nói chung là hết khi nào mà có giải đặc biệt mới đi về. Có giải đặc biệt mới đi về. Tinh thần quyết chiến. Và chị sẽ chọn ô cửa tiếp theo là ô cửa nào? Hồi nãy đáng lẽ là mình chọn số 1 đúng không các bạn? Bây giờ không cần phải hỏi các bạn, tôi chọn luôn số 1. Bây giờ thì sẽ có cơ hội dành cho các bạn ngồi ở bên khán đài phía bên kia. Bây giờ xin mời chị, xin mời cô mặc áo màu nâu nâu đấy ạ. Tôi đoán là 3.000. Như vậy là thấp hơn số điểm của chị đang có. Và nếu mà mở ra là chị sẽ nhân đôi số điểm tiếp. Bây giờ chúng ta cùng khám phá nhé. 3.000 điểm. Xin mời mở ô cửa số 1. Mật ong Việt Honey là sản phẩm uy tín tại Việt Nam, đảm bảo 100% nguyên chất. Sử dụng mật ong Việt Honey thường xuyên sẽ giúp da bạn hồng hào tươi trẻ, phục hồi sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Số điểm trong ô cửa này là bao nhiêu đây? Các cô gái rất bí mật. 3.000 điểm. Xin chúc mừng chị, như vậy số điểm của chị được nhân lên là 7.200 điểm. Yes! Thế ví dụ như là có vị khán giả mà đoán đúng thì là được bao nhiêu ạ? Vị khán giả đã đúng nhận được một phần quà của chương trình, xin được chúc mừng cô. Chúc mừng chị. Bây giờ thì chị đã có 7.200 điểm và chị có cơ hội để nhận được giải thưởng đặc biệt. Nếu chị đặt đúng vào ô cửa này. Nhưng cũng có thể chị sẽ đặt vào ô cửa 3 số 0 và sẽ còn có 3.600 thôi. Vậy bây giờ chị quyết định như thế nào nhỉ? Bây giờ các bạn thích Suplex chọn số mấy ạ? Suplex chọn ô số 2. Trước khi khám phá ô cửa số 2, lại có một cơ hội dành cho các bạn đang ngồi theo dõi chương trình. Rồi bây giờ xin mời cô mặc áo có hình của quả tim đấy ạ. Dạ đoán 2.000 điểm. Bạn đoán là 2.000 điểm. Nếu mà đúng thì bạn sẽ có giải thưởng của ban tổ chức. Và bây giờ cùng nhau khám phá ô cửa số 2. Miến Phú Gia, sợi miến được làm từ tinh chất khoai tây và đậu xanh, thơm ngon, bổ dưỡng, có 3 loại: miến gà, miến cua và miến măng giò heo. Bánh sô-cô-la kem Marshmallow Funderby, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, được bổ sung các dưỡng chất như calcium, DHA, sản phẩm cao cấp của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên. Bây giờ là số điểm của ô cửa này. Số điểm trong ô cửa này là bao nhiêu đây? Hãy cho chúng tôi biết xem nào. Ây! Hi! Sao tôi xong rồi? Ui! 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 Ui!
đây có phải em không? Phải em nào đâu, phải em. Nhưng mà chị khẳng định là đúng phải em rồi, đúng là em. Đâu phải em đâu. Nói chung là mặt em gian quá. Rất tội nghiệp em dự đoán nhiều lắm nhưng mà không trùng với chị. Nhưng mà khi mà đoán nét mặt em không đoán được nha. Đúng rồi, đáng mặt em nghĩ ra là số 2, đó là 3 số 0 chứ. Và như vậy thì số điểm của chị bây giờ chỉ còn là Một nửa là 3.600 điểm. Không, nhưng mà chị đã có rất nhiều niềm vui và chị mang lại cho khán giả thật nhiều niềm vui trong buổi tối ngày hôm nay khi chị cùng xuất hiện với chương trình Siêu Thị May Mắn. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Chúng ta hãy dành những tràng vào tay cho ca sĩ Siêu Black. Bây giờ chúng ta cùng khám phá ô cửa số 5. Lúc nãy ô cửa mà chị định chọn xong chị lại bảo là mặt em gian nên chị chọn ô số 2. Xem, vì chị nghĩ là em gian, thử xem ô cửa số 5 là bao nhiêu. Tủ đông Alaska, kiểu dáng hiện đại, block máy chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, hàng nhập khẩu nguyên kiện. Số điểm trong ô cửa này là 20.000 điểm, là ô cửa đặc biệt. Oh my god. Chị đã bỏ lỡ mất ô cửa này rồi. Xin lỗi các bạn, trời ơi, đáng lẽ là được giải đặc biệt rồi, là coi như là Super sẽ khao các bạn. Nếu như mà có 20.000 điểm này là Super sẽ khao cho các bạn. Nhưng mà rất là tiếc. Không sao, như vậy là chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp ô cửa cuối cùng, ô cửa số 4, xem là ô cửa bao nhiêu điểm nhé. Bàn ăn kiến đen 6 ghế, bàn làm bằng kiến cường lực đen, viền khung sắt sơn tĩnh điện màu vàng đem lại sự sang trọng cho sản phẩm. Trên bàn có trang trí những hoa văn mềm mại kết hợp với ghế sơn đen giúp sản phẩm thêm phần cuốn hút, kiểu dáng nhỏ gọn, rất thích hợp với những cao ốc, căn hộ chung cư, sản phẩm do siêu thị nội thất Phố Sinh phân phối. Và số điểm của ô này là 2.000 điểm. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá tất cả những ô cửa của chương trình Siêu Thị May Mắn. Bây giờ thì xin mời chị cùng bước về sân khấu để nhận giải thưởng của chương trình. Quý vị khán giả thân mến, sau phần thi vòng thi đặc biệt thì Siêu đã nhận được giải thưởng tương ứng là 3.600.000 đồng. Và ngoài ra còn nhận được một phần quà của đơn vị tài trợ và những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Và chị Siêu Black cũng đã mang lại cho tất cả chúng ta thật nhiều niềm vui khi cùng đến với chương trình Siêu Thị May Mắn trong buổi tối ngày hôm nay.